Thì ở trong cái trận đấu này, cái chủ đề mà Mỡ muốn mang đến cho anh em đó chính là Mỡ sẽ sử dụng Cyclops đi đường kinh nghiệm. Tại sao Mỡ lại gọi với anh em đây là lối chơi dành cho người gà? Thì ở trong video clip này Mỡ sẽ giải thích cho anh em nhé. Rất khó chịu đến từ cái con Cyclops này. Anh em thậm chí còn chẳng cần đánh thường. Anh em chỉ đứng ở ngoài vẩy vẩy vỉa vỉa thôi. Và team bạn đã mất đi cho mình rất nhiều máu rồi. Team Mỡ đang chơi ở trong cái đội hình. Ôi gấp ai? Úi giời ơi, bạn gấp ai? Bạn định gấp ai? Đấy thì chưa. Nó đang có thể chơi, có thể nói là chơi rất tốt luôn. Rất khó để bị bắt. Bây giờ Atlas không bắt được Mỡ, chẳng có vị tướng nào bắt được Mỡ cả. Mà khả năng dùng sát thương thả diều kia. Ôi giời ơi, bất lực luôn. You got a good taste. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tom Mỡ. Và nhân dịp sự kiện triệu hồi bù nhìn rơm để mà nhận được cái skin bù nhìn rơm của Cyclops đã được trở lại ở thời điểm hiện tại, thì Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái lối chơi Cyclops dành cho người gà rất thú vị ở rank bách chiến thần thoại ở meta hiện tại. Và ở thời điểm hiện tại với ở trong cái tài khoản này thì Mỡ đã chơi được lên đến rank bách chiến thần thoại 33 điểm. Mà nếu như mà thắng trận này Mỡ sẽ lên được 34 điểm. Tức là hành trình của Mỡ lên vinh quang thần thoại đâu đấy nó chỉ còn khoảng độ tầm 16 trận win nữa thôi anh em ạ. Nghe tưởng đơn giản nhưng mà phức tạp ra phết đấy. Thì ở trong cái trận đấu này cái chủ đề mà Mỡ muốn mang đến cho anh em đó chính là Mỡ sẽ sử dụng Cyclops đi đường kinh nghiệm. Tại sao Mỡ lại gọi với anh em đây là lối chơi dành cho người gà? Thì ở trong video clip này Mỡ sẽ giải thích cho anh em nhé. Còn ở đây đang có một cái tình huống ép giao tranh đến từ bên phía của team bạn, khi họ cử tới 1, 2, 3 người vào xâm lăng dưới bên phía của team Mỡ, và thêm thằng Fendrin là 4 anh em ạ. Và chỉ còn Mỡ và Novaria ở đây. Có một tình huống lao lên đến từ vị trí của đó là vị tướng Atlas, nhưng mà anh ta quên mất rằng là Mỡ có cho mình đó là cái thanh tẩy, vì thế cho nên anh ta đã phải lên vào điểm số ngược anh em ạ. Vâng, và cái con Cyclops này thường là Mỡ sẽ sử dụng nó để đi rừng đúng không anh em? Đấy, nhưng mà ngoài ra thì Mỡ cũng có nhận được một cái lời khuyên, đó chính là hoàn toàn Cyclops có thể đi được đường kinh nghiệm ở thời điểm hiện tại của tựa game Mobile Legends. Và nhưng mà nếu mà đi đường kinh nghiệm thì nó sẽ có một số lưu ý để mà anh em pick được cái vị tướng Cyclops này nhá. Thứ nhất đó chính là nếu như anh em muốn pick cái vị tướng Cyclops này để mà đi đường kinh nghiệm ý, thì rừng của anh em phải chắc tay. Điều đó có nghĩa là anh em phải tự tin và anh em phải chắc chắn rằng là cái ông rừng cũng như là những cái lane còn lại của anh em sẽ là những cái người gánh team và những cái người chơi được. Đấy, vì vậy cho nên nếu như mà anh em mà đi solo rank mà cầm cái con Cyclops này đi đường kinh nghiệm thì thật ra là well cũng ok thôi, không có vấn đề gì cả anh em ạ. Nhưng mà nó sẽ phát sinh ra một vấn đề, đó chính là anh em sẽ không thể gánh được team với cả cái con Cyclops này bằng cái việc để cho Cyclops đi rừng. Anh em hiểu không? Đấy, đó là cái thứ nhất. Là cái thứ hai, cái con Cyclops này khi mà nó đi lane thì nó có trong mình đó là một cái thứ sức mạnh ở đây là gì? Đấy chính là nó đi được hóa lane anh em ạ. Và không có một cái đứa đường kinh nghiệm nào có thể đè được cho mình đó là cái con Cyclops này. Bản thân Cyclops cũng là một cái vị tướng pháp sư theo thiên hướng cần phải farm ở giai đoạn đầu cũng như là giữa game. Và đây là vị tướng pháp sư mạnh ở giai đoạn cuối game. Vì thế cho nên đi đường kinh nghiệm vẫn là ok la. Ở đây đang có một cái tình huống giao tranh khi mà Fendrin đã lấy đi được cho mình đó là cái con rùa trong cái tình huống này. Nhưng tuy nhiên là anh ta cũng đã phải lên bảng điểm số bởi vì mà Agung cùng với đó là cái combo kết hợp với Mỡ và kèm theo đó là Matis, và anh ta đã phải lên bảng điểm số. Và đây làm gì đây? Úi dồi ôi, kéo tôi à? Tôi tính cả rồi, tôi căn đam cả rồi, không kéo được tóc Mỡ đâu. Vâng, thì con Cyclops này đi đường kinh nghiệm thì nó sẽ có những cái nhược điểm như sau này. Thì nếu như anh em biết ý, ở trong những cái trận đấu rank cao ấy, nó sẽ xảy ra một cái vấn đề, đó chính là anh em sẽ cần phải cầm những cái vị tướng đi đường đấu sĩ, anh em phải đi chặn lính. Ở rank thấp thì nó sẽ không có cái vấn đề này đâu. Nhưng mà rank cao thì thường ở giai đoạn đầu game thì những cái vị tướng đấu sĩ sẽ đi chặn lính và có đó xâm lăng vào rừng bên phía của team bạn, giống như những gì mà cái con Ruby nó làm từ nãy đến giờ ấy. Thì cái con Cyclops này nó sẽ không chặn lính được và nó chỉ có thể đi hòa đường thôi anh em ạ. Nhưng bù lại, tại sao Mỡ lại nói với anh em đây là cái lối chơi dành cho những cái người gà như Mỡ nhưng mà vẫn chơi được ở rank cao? Đó chính là cái con Cyclops này nó chỉ cần đứng trong trụ để mà nó thủ hòa và nó đi farm thôi.
chứ nó không hề bị các thành viên bên phía cô team bạn băng trụ cũng như là dễ dàng bị hạ gục một chút xíu nào cả. Hay nói cách khác, nếu như mà anh em muốn chơi cái con Cyclops này ở đường kinh nghiệm thì đây sẽ là một cái lối chơi hòa được. Nhưng nếu như mà team của anh em giữ được cái thế trận đến khoảng giai đoạn giữa game và cuối game thì con Cyclops này nó là một vị tướng thả diều cực kỳ mạnh. Bên cạnh vị tướng pháp sư đi đường giữa, anh em thấy không ạ? Cứ đứng ở đằng xa thả diều thôi. Và mặc dù cho các thành viên bên phía của team bạn tụi nó làm gì thì chúng ta vẫn có khả năng thả diều và dồn sát thương vẫn rất là ok là hế hế. Ê! Vãi nồi ơi! Cái con Ruby này nó nhây quá anh em ạ, nó khỏe thật sự luôn anh em ơi. Nhưng thôi không sao, bữa đã lên bảng điểm số trong tình huống khá là chủ quan. Đấy anh em thấy không? Con Ruby nó liên tục chặn lính. Nhưng mà nếu như mà có một cái sự hỗ trợ đến từ người đồng đội của chúng ta mà đảo xuống đường dưới thì rất dễ để ganh, bởi vì Cyclops nó có hiệu khống chế đến từ cái tinh lực giam cầm. Và kèm theo đó là cái bộ kỹ năng của Cyclops cũng thuộc dạng thả diều rất là bá, như mọi có chia sẻ với anh em từ giai đoạn đầu cũng như là giữa game. Thì có một cái vấn đề, có một cái điều nữa để mà anh em muốn pick cái con Cyclops này đi ở trong cái trận đấu này, chứ không chỉ riêng là đi được kinh nghiệm, đó chính là nếu như mà anh em để ý thấy team bạn có rất nhiều những cái chất tướng cận chiến và kèm theo đó là có khống chế kiểu như con Atlas ấy, thì con Cyclops này cực kỳ là phù hợp. Thì ở trong trận đấu này team bạn có tới 3 con tank cận chiến rồi, đó là con Ruby, đó là con Atlas và kèm theo đó là cái con Phaedra. Và khi mà team bạn có nhiều những cái chất tướng cận chiến đấy là như vậy thì cái khả năng thả diều của con Cyclops này nó được tiến hóa lên một cái tầm cực kỳ cao luôn, khi mà ba đứa đấy không thể nào sờ được vào người của Cyclops, mà trong khi đó thì Cyclops cứ liên tục đứng xa và dồn skill. Khi mà anh em lên cho mình đó là mắc thời gian hồi chiêu của Cyclops nhá, là gần như là cái chiêu cuối của con Cyclops nó sẽ reset liên tục, và chiêu 1 và chiêu 2 cũng là như vậy, bởi vì con Cyclops nó có một cái nội tại rất là thú vị, đó chính là cứ khi nào anh em dùng skill ý thì cả 3 skill của Cyclops sẽ đều được giảm thời gian hồi chiêu, anh em hiểu không? Tức là anh em dùng chiêu 1 của Cyclops thì bản thân chiêu 1 cũng được giảm thời gian hồi chiêu, dùng chiêu 2 thì bản thân chiêu 2 cũng được giảm thời gian hồi chiêu, và dùng chiêu cuối thì cũng là như vậy. Đấy, và bên cạnh đó thì cứ lần nào dùng skill thì những cái skill khác của Cyclops cũng sẽ được giảm thời gian hồi chiêu. Rất hay luôn, và nó spam skill rất nhiều. Và đây là mỡ đang thấy có Ruby đang muốn dí vào mỡ kinh, kéo mỡ xong sao, nhưng có hồi máu đến từ vị trí của Florin. Và team bạn lại một lần nữa ăn đi được cho mình đó là cái con rùa này. Nhưng không sao cả anh em ạ, bởi vì team mỡ đang lo do lên đánh nhau ở trong cái góc này anh em ơi. Sẽ là tinh lực giam cầm ở vị trí của Ruby, tuy nhiên cần phải lùi ra bởi vì có cái chiêu cuối được dựng lên đến từ Isia. Team mỡ ít máu lùi về và team bạn có được cho mình đó là cái con rùa ở trong cái trận đấu này. Cái game đấu này mỡ đang thấy đánh khá cân và khá căng thẳng. Anh em cũng đã thấy được cái tính chất ở trong những cái trận đấu rank cao rồi, bởi vì ở thời điểm hiện tại những cái người đồng đội cũng như là cái địch của mỡ đều ở rank bắt chiến ở mùa thứ 30. Và chẳng cần phải ra check rank, chắc chắn mấy bố này mùa trước đều là rank chí tôn hết luôn. Thì thế cho nên đây không phải là một cái trận đấu rank thấp đâu anh em ạ. Và một lần nữa tinh lực giam cầm dồn sát thương vào vị trí của Ruby. Ruby đã phải tốc biến lùi về, nhưng anh em nên thấy mỡ đã cầm cho mình đó là cái vòng quá hồn và Ruby không hôi máu được. Ruby lên bảng điểm số. Đấy, cái game đấu này thì bên cạnh cái việc mà chúng ta có được cho mình những cái món trang bị giảm thời gian hồi chiêu của cái con Cyclops ý, thì anh em cũng sẽ cần phải ưu tiên lên những cái món đồ khắc chế cái khả năng hồi máu đến từ người đi cùng lane với mình. Và anh em thấy không, trải qua 8 phút thi đấu thì về cơ bản là mỡ cũng đã có được cho mình đó là cái trụ đường dưới bên phía của team bạn, và team bạn cũng có được cái trụ đường dưới bên phía của team mỡ. Về cơ bản, nếu như mà anh em có được cho mình một cái thế trận như thế này là anh em đã hoàn thành tất công việc của cái con Cyclops ở giai đoạn đầu game đi được kinh nghiệm rồi, đó là đi hòa đường. Và bây giờ thì với việc có được cho mình 3 món trang bị giày ma thuật để giảm thời gian hồi chiêu, rồi thì cái bùa mê hoặc và kèm theo đó là cái vòng khóa hồn, thì cái thời gian hồi chiêu của con Cyclops này nó cooldown cực kỳ nhanh chóng. Và bây giờ Cyclops đã có thể đi tham gia giao tranh đánh nhau được rồi. Thả diều là liên tục dồn combo, gây rất nhiều sát thương lên người đó là vị tướng God, nhưng anh ta vẫn còn đủ máu để tốc biến lui về. Nhưng tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại mỡ đã có đủ lượng mana, mỡ đã có đủ giảm thời gian hồi chiêu và mỡ bắt đầu thả diều ở trong cái trận đấu này. Giao tranh đang được nổ ra một cách cực kỳ là khốc liệt đi. Và ở đây là có vị tướng Isia đang bị chọn làm mục tiêu đến từ vị trí của Matis. Và Isia đã phải lên bảng điểm số rồi. Anh em thấy không, sau khi mà mỡ dọn xong cái đường dưới thì mỡ sẽ không cần phải đứng lại cái đường đấy nữa, mà mỡ sẽ đi cùng với đồng đội để mà có được cho mình những cái động thái thả diều anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, skill hồi chiêu là rất nhanh. Và ở thời điểm hiện tại những gì mà mỡ thiếu hụt là gì? Là đam, nhưng không quá quan trọng anh em ạ, bởi vì đam nó sẽ có khi mà mỡ tham gia giao tranh cùng với đồng đội. Thấy chưa, có mạng hạ gục đến từ cái vị tướng Phaedra và mỡ đang có được cái KDA 316 anh em ạ. Và bây giờ mỡ sẽ bắt đầu lên những cái món đồ đam nhá. Thì ở trong trận đấu này thì anh em có thể tùy thôi, anh em có thể cân nhắc anh em lên cái trang bị đũa
hoặc là quyền trợ băng hậu, hoặc là trợ học giả. Nó sẽ tùy vào theo cái trận đấu này. Thì ở trong cái trận đấu này thì mỡ sẽ để ở cái set đồ ở góc dưới bên trái anh em nhá. Thì anh em lưu ý một điều rằng là nếu như mà team bạn là những cái vị tướng mà nó ít cả cái khả năng kháng phép và chất tướng mỏng ý, thì anh em có thể cầm trợ học giả, hoặc là anh em lên thẳng tụ cầu, hoặc là anh em lên những cái món đồ kiểu kiểu na ná là đam. Nhưng mà nếu như mà team bạn là những cái chất tướng máu cứng, nhiều giáp và khả năng cao tụi nó sẽ lên cái giáp hoàng kim để mà counter đi được cái lượng sát thương đến từ Cyclops, thì anh em sẽ cần phải nghĩ ngay đến gì? Tụ cầu năng lượng này, sau đó là đến cái quyền trợ, đến cái đũa phép ánh sáng và quyền trợ băng hậu. Đấy là những cái món trang bị để mà anh em, sau đó là thanh kiếm nữa, dĩ nhiên rồi. Để mà anh em có thể gọi là thả diều và gây sát thương với các thành viên bên phía của team bạn. Thì ở trong cái trận đấu này thì về cơ bản mỡ cũng đang khá là xanh, cho nên là mỡ sẽ lên đồ theo cái thiên hướng mặc định, đó chính là mỡ lên tụ cầu năng lượng, sau đó là mỡ sẽ cầm thẳng cho mình đó là cái thanh kiếm luôn. Và team bạn đang bị ép giao tranh trong cái tình huống mà họ không ăn đi được cho mình cái con lót đầu tiên ở trong cái trận đấu này, và đang bị mỡ thả diều anh em thấy không ạ? Rất khó chịu đến từ cái con Cyclops này, anh em thậm chí còn chẳng cần đánh thường, anh em chỉ đứng ở ngoài vẩy vẩy vỉa vỉa thôi. Và team bạn đã mất đi cho mình rất nhiều máu rồi. Team mỡ đang chơi ở trong cái đội hình ôi gấp ai, úi trời ơi, bạn gấp ai, bạn định gấp ai, đấy thì chưa, mạng thứ tư của mỡ rồi. Bây giờ sẽ là cái thời điểm mà mỡ bắt đầu pha mạng anh em ạ. Và anh em có thể nhìn thấy cái cách chơi của Cyclops bây giờ nó lại rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta chỉ cần chạy quay quay để mà chúng ta dùng skill chúng ta thả diều vào thôi. Có Phaedra ở phía bên kia, Isia đang đứng trong trụ và vị tướng, úi rồi ôi, bạn ơi, bạn kéo ai đấy bạn ơi, bạn kéo bạn tinh lực giam cầm chúng lại, bạn kéo ai đấy bạn ơi, trời ơi, hai con pháp sư là Novaria kèm theo đó là cái con Cyclops, nó cấu diều cho rất là mạnh và tuyệt vời luôn anh em ạ. Và anh em có thể nhìn thấy rằng là cái con Cyclops ở thời điểm hiện tại nó đang có thể chơi, có thể nói là chơi rất tốt luôn, rất khó để bị bắt. Bây giờ Atlas không bắt được mỡ, chẳng có vị tướng nào bắt được mỡ cả, mà khả năng dùng sát thương thả diều kia, ôi rồi ôi, bất lực luôn, khó chịu thì đừng gọi. Bây giờ team bạn mà muốn counter con Cyclops đúng không, thì tất cả tụi nó phải lên giáp hoàng kim. Nhưng vấn đề là lên giáp hoàng kim thì cái lượng sát thương vật lý đến từ cái con Claw và kèm theo đó là con Matis thì ai lo. Vâng, có rất nhiều thứ phải phòng ngự, bởi vì team mỡ đang chơi theo cái chiến thuật đó chính là hai sát thương vật lý và hai sát thương phép, thêm vào đó là cái vị tướng hỗ trợ Florin. Mặc dù team không có những cái con tanh thuần như kiểu Atlas và Phaedrin, nhưng mà cả ba đứa đấy thì đang bị thả diều ở trong cái trận đấu này anh em ạ. Không làm thế nào để mà ra được luôn, bị giam cứng ở trong nhà, và KDA ở thời điểm hiện tại đang là 29. Tụi nó cứ ra thì team mỡ cứ đánh, bởi vì sát thương của mỡ thì không thiếu, máu không thiếu luôn, và gấp úi rồi ôi, gấp làm gì hả bạn ơi. À, bên cạnh đó thì ở trong trận đấu này thì mỡ cũng lên cho đó là cái vị tướng Cyclops đấy. Ôi thôi xong rồi, đi vòng quả hơi ngu rồi. Không sao anh em ạ, không sao, chúng ta sẽ ổn sinh dậy sau. Thì ở trong cái trận đấu này thì mỡ cũng đã lên cho cái con Cyclops một cái điểm tài năng, đó chính là cái điểm tài năng động lực cộng hưởng. Khi mà chúng ta có thể giảm đi được cái thời gian hồi chiêu đến từ cái phép bổ trợ thanh tẩy, cũng như là cái phép bổ, cũng như là cái kích hoạt đến từ set trang bị. Đấy, vì thế cho nên là cái thanh tẩy của mỡ nó hồi chiêu anh em có thể để ý là nhanh hơn rất là nhiều. Và lại một lần nữa em giao tranh, cách vào giao tranh của Cyclops rất đơn giản thôi. Anh em đứng thả diều ở cái góc này, kẻ địch không thể nào sờ vào anh em được. Và nếu như tụi nó sờ vào anh em thì làm sao, anh em có thanh tẩy cơ mà. Chắc chắn thằng Ala sẽ không gặp được chúng ta rồi. Chưa có được dựng lên đầu ăn rất đau đến từ vị trí của ECI. Mà tuy nhiên là Martin đã can vào tuyến sau, double kill dành cho Martin. Martin bị gấp vào nhà nhưng anh ta có thể đào thoát ra một cách rất dễ dàng. Và anh ta cũng có được trong mình đó là cái khiên bất tử. Phía bên này thì hình như là mỡ thấy lần cuối đó chính là cái vị tướng Phaedrin. Thôi sao, Phaedrin chạy bằng trời, con Cyclops này nó thả diều cho thì chạy bằng trời. Phaedrin lên bảng điểm số và team mỡ sẽ có được cái cơ hội để ăn đi con lót tiếp theo trong cái trận đấu này. Nhưng mà nghe chừng có vẻ là game này chưa thể kết thúc một cách dễ dàng được đâu anh em ạ. Bởi vì anh em có thể thấy là team bạn nó có những cái con tướng có khả năng phòng thủ rất khó chịu, đó chính là God và kèm theo đó là ECA, thêm combo đến từ con Atlas này. Nhưng mà bây giờ cái con Atlas không dám gắp mỡ. À nó vẫn gắp à? Nó vẫn gắp thì nó tiền đình thôi. Ôi rồi ôi, lên bảng điểm số đó là cái vị tướng Ruby. Vâng, Ruby tầm này thì bất lực luôn anh em ạ. Cả Atlas nữa, gắp làm sao được, kéo làm sao được. Thanh tẩy của mỡ bây giờ cứ khoảng 70 giây là nó sẽ có một lần. Trong khi đấy thì chiêu cuối Atlas đâu đấy nó rơi vào khoảng độ tầm 3-40 giây là nó đã có rồi. Thì cho nên là chúng ta chỉ cần đánh khéo trong cái khoảng thời gian mà chưa có cho mình đó là cái thanh tẩy là được. Còn khi mà chúng ta có thanh tẩy chúng ta đánh nhồng lên tí. Ui, bị khiêu khích đến từ Phaedrin nhưng không ăn thua. Mỡ đang thả tinh cầu Phaedrin bay màu. Trời ơi, có chịu anh em ạ. Thực sự team bạn đang rất bất lực, họ đang phải co cụ phía bên trong nhà của mình, không có cách nào để mà có thể giao tranh ngược ra ngoài. Chính ra cái đội hình mà nhiều tanh quá, mà nhiều cận chiến quá nhá,
gặp mấy cái con pháp sư thả diều là khó chịu cực kỳ luôn. Và bên cạnh đó team mỡ cũng đã có được cho mình đó là cái dàn tăng tuyến trên rồi. Atlas anh ta quyết định không gặp mỡ nữa và anh ta gấp cái dàn phía trước mặt và anh ta không kê liệu đi được ai cả. Đấy, trong khi đó thì team mỡ vẫn đứng ở đây, trụ đường giữa team mỡ đã có và sau đó là team mỡ xuống đường dưới và phải đến cái colos thứ hai thì team bạn là mới mất đi cho mình gần hết toàn bộ trụ anh em ạ. Và Novaria vừa bị kéo ở đây nhưng mà Novaria được hồi máu đến từ vị trí của Florin. Novaria không bị lên bảng điểm số ở trong cái tình huống vừa xong và team mỡ vẫn tiếp tục ở trong cái tư thế co quay và có lẽ là cần phải chờ đến cái colos tiếp theo để mà có thể kết thúc được trận đấu này. Anh em thấy không, cái game đấu ở trong cái trận đấu rank cao ấy, thực sự phải nói với anh em là cái kỹ năng của người chơi cũng như là cái khả năng phòng thủ họ rất kinh khủng. Gần như là chúng ta sẽ rất khó để mà có thể kết thúc được một trận đấu ở trong những cái trận đấu rank cao ở tầm phút thứ 11 cũng như là phút thứ 12 đâu anh em ạ. Bởi vì tầm này toàn mấy người biết chơi rồi, làm gì có đứa nào không biết chơi ở rank này đâu anh em. Chỉ có là người biết chơi nhiều với cả người biết chơi ít chứ. Và ở đây là mỡ đang bị khống chế, mỡ buộc phải dùng thanh tẩy bởi vì mỡ nghĩ là có một tình huống kéo đến từ vị trí của Ruby. Nhưng không sao cả, mất thanh tẩy chúng ta sẽ chơi cẩn thận thôi. Và đang có pink lot kìa, team mỡ sẽ di chuyển ra để mà ăn đi cho mình đó là cái colot ở thời điểm hiện tại anh em nhá. Vâng, mỡ đã có được cho mình đó là kha khá những cái món đồ thủ rồi, full đồ rồi anh em ạ. Tầm này thì mỡ nghĩ rằng team nào chẳng full đồ. Và ôi chết, quên làm video clip về bùng nhìn dơm nhưng mà mỡ lại quên mất không review về cái skin này rồi. Thôi thì chúng ta sẽ xem vậy anh em nhá. Bởi vì ở đây là có một tình huống là ép giao tranh này, khi mà team bạn đang có ở đây là Phaedrin đã phải lên bảng điểm số. Và sau đó là các thành viên bên phía của team bạn họ thấy Phaedrin lên bảng điểm số, họ chủ động lùi về. Và như vậy là anh em thấy không, cái kiểu giao tranh ý, chỉ cần thấy một người lên bảng điểm số là tất cả chủ động lùi về. Bởi vì là họ biết được rằng cái team bóng đấy mà giao tranh thêm và chắc chắn sẽ thua. Bởi vì khả năng chống chịu đến từ vị trí của Matisse là quá kinh khủng. Sát thương thì đến từ bộ 3 Claude Novaria và kèm theo đó là sạch Claude, team bạn không đủ đam. Và giao tranh trong nhà chính bên phía của team bạn ở trong cái team bóng này và họ đang cố gắng để đẹp nhà và có vẻ như là họ đang đẹp được. Mỡ bị kéo về đến từ vị trí của đó là Ruby. Nhưng mỡ vẫn còn sống bởi vì mỡ có quyền triệu mùa đông, sau đó quay ngược trở lại trả ra tường. Bật chiêu 2 lên và hồi máu là rất nhiều, team bạn không có vòng hồn ở trong team bóng này. Và team mỡ chịu rồi cho mình đó là cái Claude lên để mà đẩy nhà. Nhưng mà mỡ nghĩ rằng Claude này chắc cũng không đẩy được rồi, bởi vì Claude bên phía của team mỡ và Florin đã phải lên bảng điểm số. Thì thôi không sao anh em ạ. Atlas làm gì đấy, lại gấp tôi nhưng có bao giờ gấp được đâu. Thằng Atlas này chắc cay nó bảo không bao giờ gấp được cái con sạch Claude này là như thế nào nhở. Là nó là như thế đấy. Ôi dồi ôi, ôi xong rồi, tôi đứng đây là tôi thấy ối rồi anh em ơi, chạy được không nhờ, có Matisse ở đây. Nhưng không rồi, bởi vì tập Phaedrin nó trâu thế. Một trận đấu rất căng thẳng, đồng hồ đã điểm đến phút thứ 19 và phút thứ 20 rồi. Và ui, ở trong cái skin này thì bây giờ mỡ cũng mới có thể chia sẻ được với anh em rằng là cái con Cyclops khi mà anh em dùng skill 2 ấy, nó triệu hồi ra được những cái kẹo mút nhìn trông thú vị thực sự luôn. Chiêu cuối là gọi ra cái bí ngô ế, và sau đó là cái chiêu 1 là ném ra đống kẹo, khá thú vị. Và skin này thì nó mang chủ đề Halloween anh em nhá. Và tiếp tục là ép giao tranh ở đường trên khi mà Lord đã ra, nhưng mà team bạn lại bị cuốn vào giao tranh với cả team mỡ. Team bạn ở đây lên bảng điểm số là hai người là Phaedrin, kèm theo đó là cái từ Ruby, nhưng mà team mỡ mất đi trong mình đó là Claude. Và Atlas đã gấp một mình Novaria ở đây, nhưng Atlas ở đâu, đây là Atlas gấp gấp Florin. Và Novaria là người kết liễu trong hai con này, nó bay nên là mỡ nhầm anh em ạ. Rồi và chỉ còn lại God và kèm theo đó là vị tướng Isia thôi, liệu rằng có đẩy nhà được không? Nghe chừng là hơi khó đấy, nghe chừng là hơi khó anh em ạ. Đang rất nỗ lực để đẩy nhưng mà tuy nhiên là cái khả năng dọn lính đến từ con Isia với cả cái con God nó nhanh quá. Matisse đã ping ra đi ăn cho mình đó là cái con Lord này, như thế thôi. Chắc là mỡ sẽ nghe tiếng gọi của đồng đội, mỡ chạy ra ăn Lord để mà có thể end game thôi anh em ạ. Chứ bây giờ đứng cò quay một lúc cái con Phaedrin nó xuống thì chúng ta cũng không đánh nhau được. Và anh em có thể nhìn thấy ở trong những cái trận đấu rank đẳng cấp cao thì cái quyết định của người chơi đưa ra là rất nhanh. Đấy, ping Lord phát ra là tất cả mọi người cùng ra ăn Lord. Nhưng mà Lord ở thời điểm hiện tại nó khỏe quá, là Lord phút thứ 21, 63.000 máu, đánh mãi không chết anh em ạ. Vâng, và vẫn đang rất nỗ lực để cầy máu Lord này. Nhưng mà ở đây là có Phaedrin, anh ta chạy ra, anh ta bị giảm máu nhưng anh ta vẫn đang rất cố gắng để ăn đi được cho mình đó là cái con Lord này. Trừng phạt có, và Phaedrin thì bạn có được Lord. Và team mỡ buộc phải giao tranh trong cái tình huống này rồi. Phaedrin trừng phạt của ai, nhưng mà tuy nhiên họ mất 2 người. Và ở đây khả năng cao họ mất 3 người, họ mất 4 người và họ mất 5 người ở đây, kết thúc game đấu này luôn. Ăn được con Lord mất cả trận đấu anh em ạ. Giá như họ không cố gắng ăn Lord thì có khi bây giờ họ vẫn đang cố gắng đẹp nhà rồi. Nhưng biết thế nào được, con Cyclops này khó chịu lắm anh em ạ. Và nếu anh em thấy video clip này của Cyclops thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh và chú ý những gì mà mỡ nhắc đến về cái cách chơi Cyclops này ở đầu video clip nhá. Không cầm vào vớ vẩn là bị đồng đội chửi đấy anh em ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Peace.